Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu loa mới do bên em nghiên cứu và phát triển. Cũng may làm sao mà nắm một phát là ok luôn các bác nhé. Nắm một phát là ok luôn. Mẫu này thuộc dòng series đời A, dòng series mà được các bác đánh giá khá cao trong thời gian hiện tại các bác nhé. Dòng này là dòng loa quay chuột, tức là loa nguồn điểm chính xác, hệ bắn xa và nguồn điện chính xác các bác nhé. Em sẽ đo cho các bác xem cái kích cỡ mặt trước nhé. Mặt trước đây, chiều ngang mặt trước là vào 51cm này. Đấy. Chiều sâu này, chiều sâu là vào 65,5, gọi là 66. Đấy. Và cái chiều cao tính bản thân thùng, chiều cao này nó sẽ cao hơn, đó là 70, cao là 80cm. Như là một số các dòng như là A15, thì thùng của nó sẽ lùn hơn là 3cm nhé các bác nhé. Con này cao là 80, con kia cao có 77 thôi. Cả chân thì nó sẽ vào 82. Đấy. Thì đây là cấu tạo bên trong thùng loa này. Hai củ loa 10 inch, một củ trên, một củ dưới, và giữa là một cái họng chiếc kèn siêu khủng. Cái kèn này các bác nhé, cái kèn này nó kêu thật sự phải gọi nó rất là lớn. Và con loa này nó có một cái độ nhạy kinh hồn bạt vía, các bác tin hay không thì tùy. Độ nhạy của cái loa này sensitivity trung bình tại cộng trừ 6 dB là 106 dB. 106 dB các bác nhé. Nhấn mạnh lại là độ nhạy trung bình là 106 dB, tức là cái độ nhạy gain in tín hiệu đầu vào ấy, nó kêu đã to gấp mấy lần so với loa thường. Loa thường ví dụ A15 ấy, con nào cứ to giỏi 101 dB đúng không? Con này 106, tức là kêu nó đã to mồm hơn rồi. Và hơn nữa là cái dòng này là định hướng chính xác, tức là các bác nhắm đến mục tiêu là khoảng 40-80m hoặc là 100m thì con này nó có thể xử lý được. Dòng này thì bên em sẽ cố gắng thiết kế với dòng gọi là loa để lấy cái tiếng trung trầm, hay còn gọi là tần số thấp, nôm na mình gọi là mid non. Thì là nó sẽ có hai đời. Ví dụ đời này là A20PS thì sau em sẽ có thêm là A24. Đấy, thì là nó là hai củ loa 12 inch trong thùng. Đây này các bác nghe thùng đây, to hoành tráng. A15 ấy thì đằng sau này nó có tay sách này, nhưng cái đời này thì em không làm tay sách đấy mà em làm hai tay sách sau này. Đây là A20PS model do bên em nghiên cứu riêng cho cái thị trường gọi là các bác là yêu cầu âm lượng đánh rất là lớn mà tại nguồn điểm chính xác. Góc mở của cái thùng này nhá, góc mở chính xác là 30 độ, nhưng đây thợ không biết là đóng nỗi thế nào, có 28 độ thôi hay là do điện thoại của em nó lệch. Yêu cầu là góc mở nó 30 độ nhưng đây được có, em đo trên cái điện thoại không biết là có phải điện thoại đẻo không mà đo được có 28 độ. Và con này thì nếu như các bác mà đánh mặt đất ấy thì cứ một cặp xúc kép mới ăn được một con này. Đánh maximum nếu mà bình thường. Thực tế một cái loa này nếu như các bác mà làm chương trình ấy, một con loa này nó có thể chơi cho từ 300 đến 500 khách tại điều kiện là đặt cao 5m nghiêng 10 độ. Đặt cao 5m nghiêng 10 độ. Các bác nhá. Nó kêu rất là ghê gớm. Và góc mở của cái họng kèn này là 30 độ vuông. Tương đương với cái thùng là cũng gọi là 30 độ. Tức là nếu như ở nguyên combo như này này thì góc mở lên trên xuống dưới là vào được 40 độ âm thanh nhá. Còn góc mở trái phải được có 30 độ thôi. Nó cộng hưởng này, cộng hưởng. Đấy. Thùng đây nhá. Không nặng đâu, nhẹ cực kỳ luôn. Thùng em đang sử dụng là gỗ ván ép 15, tức là gỗ 1.5. Có hộc tay sách đầy đủ cho các bác. Và dòng này thì em không có nhập được các cái kiểu như là khuy treo giống một số dòng trước nữa. Thì em sẽ sử dụng, khuyên dùng với các bác là các bác vặn con ốc này ra này, xong các bác nắp cái khuy treo M8 vào đây, xong là móc cái dây đai vào đây treo lên. Đấy, móc dây đai vào đấy treo lên thì nó sẽ ra được cái hệ thống chạy treo thôi. Đây nhá, đây là hàng demo nắp thử thôi mà nó kêu rất là khủng khiếp. Và các bác quan tâm đến phần giá thì đến cuối video em sẽ nói các bác nhé. Như trung bình ấy, trên thị trường ấy, nói thẳng như vậy, trên thị trường là cái loa quay xuồng, tức là nguồn điểm chính xác, là gần như không có đơn vị nào sản xuất
hoặc kinh doanh hoặc là bán trong kiểu hàng thanh gióng như em là gần như là không có. Tự tin, đây là hệ thống loa quay sụp đầu tiên do người Việt Nam nghiên cứu và phát triển thương mại với số lượng lớn. Tự tin luôn, dám khẳng định luôn, bởi vì em tìm hiểu rất nhiều rồi. Tại Việt Nam ấy toàn là hỏa tiễn mới la ray thôi. Còn các bác bảo con này nó như con hỏa tiễn không? Hỏa tiễn ấy nó nhiều con là họng kèn của nó mở tầm gần. Nó họng kèn nó mở rộng, càng mở rộng thì càng đánh ở tầm trung và gần. Càng hẹp thì càng đánh xa. Nên là các bác mà cần âm lượng lớn mà đánh khoảng cách xa. Ví dụ các bác làm cho các chương trình như ví dụ như là nhà chùa cơ. Các bác cần treo hệ thống loa lên, không cần biết là bao nhiêu loa. Ông cứ miễn ông treo cao đi mà ông phải đạt được ông mở. Chúng tôi yêu cầu ví dụ như là bây giờ ví dụ nhá, em bế cái loa này ra ngoài đường này. Các bác hình dung là một con đường này. Nó thẳng dọc này. Nếu các bác mà đánh một cái nai ray thì nó sẽ âm thanh nó sang tỏa sang hai bên. Một hệ thống nai ray thì nó sẽ họng kèn là nó sẽ mở là từ 70 đến 90 độ. Họng kèn của nai ray, còn cái họng kèn này là có 30 độ thôi, gần như là nó phóng như một chùm tia laser. Nó phóng như một chùm tia laser nên là cái đích đến của nó rất là chính xác. Nó định hướng chính xác cho các bác nhắm mục tiêu. Ví dụ nhá. Bây giờ em bế cái loa này ra ngoài này. Đó, em treo cao lên và đánh thẳng ra hướng này thì không chỉ ở trong cái khu vực sân này nghe rõ mà ra tít tận ngoài kia kìa, cái công trường ngoài kia kìa, họ cũng nghe thấy thực tế luôn. Bởi vì con này hôm trước em có trải nghiệm qua rồi, nó phóng thật sự là phải gọi nó rất là xa. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần giá và lát nữa em sẽ tháo cổ loa cho bác xem. Cổ loa em sử dụng thì bình thường thôi, nó đắt là cái công nghiên cứu và đắt nữa là cái chi phí để gọi cái nguyên vật liệu này nên nó hơi tốn kém tí. Riêng cái đôi họng kèn đã gần 2 triệu rồi. Đấy, họng kèn này thì em cứ tính nôm na là 1,5 triệu đôi họng kèn các bác nhá. Của bác này thì bên em nhập buôn thì đã vào dưới 3 triệu một đôi. Bao nhiêu thì em không nói. Củ chất kèn này em nhập buôn thì cũng vào là dưới 2,5 triệu một đôi. Em bán thì phải tận 2,9 triệu thì em mới có công và bảo hành cho các bác được. Đấy. Các bác nhá, nói chung thì nói cái gì thì nói. Mỗi thứ vài trăm đôi, em không ăn nhiều, không ăn dày đâu. Còn nguyên cả một đôi hoàn chỉnh như này thì bên em đang mong muốn ra giá là 15,6 triệu. 15,6 triệu, nó đắt ngang với H1 215 phiên bản full option neo phổ thông. Và cấu hình loa này thì em cũng chỉ xin giá như thế thôi. Còn nếu như các bác có điều kiện thì các bác mua cái củ loa check xịn mà cái loại mà hàng chính hãng của công ty ấy, thì nó đâu đó chính hãng nhá, không nói là vớ vẩn đâu, chính hãng như là ví của Tumbo Sonic thì cũng vào hơn 6 triệu một đôi họng kèn, một đôi củ kèn nhá, một đôi củ kèn của Tumbo Sonic. Ví dụ đấy của BNC xịn hay là của Etin Sound hay là của Navasi hay là của Seika thì những cái củ đó loanh quanh một đôi nó tầm 14 đến 15 triệu một đôi củ kèn. 750 neo. Côn 74 neo. Còn bass thì vô cùng luôn. Bass thì đã từ 4 triệu mấy một chiếc rồi, hôm nay là từ 8 đến 10 triệu trên một đôi củ bass neo. Đấy. Và con này thì em nói rồi, độ nhạy nó rất là cao, 106 dB cơ. Nên là các bác sử dụng ý, thì nên dùng công suất để mà khai thác được tối đa cho dòng loa này. Các bác nhá, nên là sử dụng công suất tối đa cho cái dòng gọi là quay suộc này. Thì chỉ cần trên tải 4 ohm là 1600W là các bác có thể xử lý tốt rồi. Không cần công suất lớn lắm đâu. Còn bát này em đang sử dụng là bát Neo 25 của Trung Quốc. Côn 76. Đấy. Bát Neo côn 76, tép côn 74.4. Đấy. Bây giờ em không đinh tinh liên thuyên nữa. Em bắt đầu em tháo củ loa cho các bác xem nhé. Và thực tế nó như này thôi. Còn chi tiết bên trong thùng thì em sẽ không đo đâu. Còn đo trong thùng thì khác gì phải cáo cho người xem lưng. Này ông tôi ở bụi này, cái ông nằm nhái đi, nói thế thì nó hơi mất lòng, nhưng mà thực tế là ở Việt Nam mình là cứ thấy cái gì hay ấy mà không đăng ký bản quyền cái là bị nhái ngay. Để đây các bác xem nhé, thùng đây, đồ đạc của em nó có như thế này thôi. Bây giờ em sẽ tháo củ bát nhấc củ kèn ra cho các bác cùng xem nhé. Đây là củ bát và củ kèn. Đầu tiên là cái củ kèn các bác nhé. Củ kèn em sử dụng củ này DA900 hoặc 950S gì đấy. Con này thì 12 viên LB.
giá bên em đang bán là 2.950.000. Còn đây là cụ bát này, Sini. Hàng này thì nhập từ Trung Quốc về nên là nó có như thế thôi các bác nhé. Đấy. 10NU303C được chưa? Con này là côn rất lớn, côn tận 76 luôn. Cái củ này thì em đi nhập lại của một đơn vị nổi tiếng tại Việt Nam, hàng đầu tại Việt Nam được không bao giờ. Và anh em chơi rất là thân với nhau nên là các bác không phải thắc mắc. Củ này thì em không báo giá đâu nhé. Còn các bác quan tâm về giá, các bác gọi điện trực tiếp đến cửa hàng, gọi cho em hoặc gọi cho đại lý lớn nhất tại Việt Nam. Nôm na thì à, chơi thì phải chơi thân, nhưng còn chơi lại còn chơi theo kiểu là mập mờ khoan thua đâu. Đây các bác nhá, cụ loa đây. Và đây là cái màng loa này, làm giống xịn cực kỳ luôn. Màng loa đây. Đấy. Bát 25 gân ba gân, vải tẩm dầu, màng tẩm dầu. Đấy. Treo kia các cái cũng khá là ổn thôi, nhưng nói chung là với mức giá mà bên em nhập được thì cũng gọi là khá tốt thôi. Em yêu cầu cụ loa chất lượng phải thật sự là rất là cao. Và quan trọng hơn nữa ấy, là cái độ nhạy gain in ấy, đầu vào phải thật sự rất là lớn. Cổ này sensitivity độ nhạy là 98 hoặc 99 dB đấy, thì hai củ nó sẽ vào là 101 hoặc 103 dB và cộng hưởng với khối lượng ở trong thùng này nữa, khoang cộng hưởng này nữa thì nó sẽ lên được 104 đến 105. Còn lại 106 thì nó gánh ở đây. Bản thân cái họng kèn này mà em đã dìm nó vẫn còn là 106 dB. Nếu bọn em thả ra thì nó sẽ là 108 dB. Bởi vì cái củ kèn này nhá, bản thân cái củ kèn này thôi, nó sensitivity của kèn này đã vào 107 dB rồi. Và họng kèn này qua mạch trên phân tần tụ các cái cắt thì nó sẽ giảm đi. Nhưng mà đây nó cố dìm để cho nó cái tiếng bát, tiếng tép nó đều với nhau nhá. Còn thực tế mà em mà thả căng ra thì các bác sẽ không tưởng tượng được đâu, có những cái củ loa mà độ nhạy của nó rất là cao luôn. Loa Fonram mà nó có những cái củ loa, những cái hệ thống loa Fonram gọi là loa nấy nở, loa phát nở, có những cái hệ thống mà sensitivity đầu vào nó đạt đến 115 dB. Tín hiệu đầu vào nhá, độ nhạy nó kêu như thế tại 1 mét hàng chính hãng. Em không đủ tiền như hàng hãng, em không đủ tiền như hãng và em không có điều kiện như là các chuyên gia châu Âu nên là hàng của em đây dựa trên cái thùng này nhá. Thùng này là dựa trên một cái form thùng của Trung Quốc. Về thì em chế cháo và tạo ra một số cái mã sản phẩm để cho nó phù hợp với nhu cầu của, sử dụng của bên em và nhu cầu của các bác. Các bác cần một cái loa có nguồn điểm chính xác, tức là đánh định hướng chính xác, không cần góc mở quá lớn hay là không cần góc mở rộng ấy, thì sử dụng cái mẫu này. Các bác gọi con này hỏa tiễn được, mà các bác gọi con này là con gì cũng được. Các bác gọi đây là gì, phi cơ, tàu thủy hay gì đấy, tàu vũ trụ, gọi gì thì gọi, cứ đọc đúng mã này em có hạt. Thì đây mã sản phẩm của cái model này đó là A20PS. Trong đó là A20 là viết tắt của dòng series A. 20 là hai củ loa 10 inch trên một thân thùng. Và PS là viết tắt của cụm từ là quay suộc, tức là loa nguồn điểm chính xác. Nguồn điểm chính xác luôn. Quay suộc speaker. À. Đây là cụ bát nhé. Cụ bát này nếu các bác mua thì nó cũng không rẻ đâu. Đắt lắm. Nó thật sự là đắt luôn. Đắt cực kỳ luôn. Cụ này là hơn 3 triệu. Bao nhiêu thì em không báo giá chi tiết đâu nhé. Đấy. Đây là trong thùng này, em mới có nhét một tí bông vào thôi. Con này nếu như các bác kêu mặt đất ý, thì nó thừa cái tiếng mít non. Cái giải 150Hz đến 160Hz nó bị cộng 9 dB. Nếu như các bác để mặt đất này, cộng 9 dB. Nếu như các bác treo lên ý, thì là nó không cộng hưởng nữa. Bởi vì đây cộng hưởng với không gian là mặt đất, nó là như thế. Treo lên thì nó sẽ chỉ có cộng 3 thôi. Lúc đó các bác nắn trên cốt hoặc nắn ở trên thiết bị xử lý, nó đơn giản lắm. Và thông số con này, thông số của con này trừ 6 dB là 80Hz đến 16 kHz trừ 6 dB nhé.
Còn nếu mà trừ 9 thì nó sẽ vào là 73 hec đến 20 kg. Đấy. Đấy thông số. Khuyên dùng như vậy. Thì cái dòng này thì em nói luôn này. Dòng này là em sẽ sử dụng phân tần tích hợp. Tức là các bác có hai chế độ đánh cơ bản luôn. Một là cắm dây cộng 1-1 kêu luôn, đấy là đánh theo kiểu passive. Hai là cắm dây xong gạt công tắc là cộng 2-2 này, cộng 1-1. Đấy, cộng 2-2 là nó tép kêu. Cộng 1-1 là nó bát sẽ kêu. Đấy. Các bác đều theo kiểu chiêu bệnh được. Mà chơi passive cũng được, tùy. Các bác thích chơi kiểu gì chơi. Hàng của bên em thì được các bác đánh giá khá cao về những đời như là H1, H15, A15 cũng được đánh giá rất là cao trong thời điểm hiện tại. Sắp tới thì em sẽ ra bổ sung thêm cái dòng loa tần số thấp cho series này nữa, dòng A này nữa. Và sau một thời gian nữa, nếu mà có điều kiện thì em sẽ cố gắng ra nốt là một số cái dòng loa nó kiểu dạng như thế này nữa. Kiểu dạng như này nữa để cho các bác có nhiều sự lựa chọn. Thay vì là các bác mua những cái hàng cao cấp chính hãng mà các bác không có điều kiện, không đủ tiền mua hàng cao cấp, các bác mua hàng này. Và cũng kể luôn này, nếu như các bác đang sử dụng những hệ thống âm thanh đã cũ và kém dần theo thời gian rồi đấy, hàng của các bác gọi là hàng thanh gióng đi đấy, cho nó thế, mà các bác nên tìm một đơn vị chuyên dùng, chuyên có chuyên môn về sửa chữa và nâng cấp các thiết bị như kiểu như là cũ rồi, sửa chữa lại, sơn lại hay là thay đổi cụm loa, cân lại cho nó ngon với hệ thống, thì cứ đến với em, bên em sẽ nhận hết. Ưu tiên là những cái hàng ối ôi thì em nhận nhé, còn các cái hàng cao cấp, hàng hãng thì em không muốn nhận đâu. Bởi vì thứ nhất là các ba cũng mua đâu thì mang đến đó nhờ họ làm thôi. Các bác mua những hệ thống âm thanh hàng trăm triệu nhưng mà không được ưng ý lắm thì các bác mua đâu thì nhờ bên đó hỗ trợ setup. Cuối cùng không ưng ý với bên đơn vị nào đó, các bác gọi điện cho em sẽ làm cho các bác khá là hài lòng thôi. Đấy các bác nhé. Còn như cái mẫu này thì nói luôn là mẫu này thì thùng là thiết kế form thùng là của Trung Quốc copy. Còn cái design trong thùng này các bác lại bảo copy con này copy con kia không. Em cố tình em phải làm cái khoang như này để nó cộng hưởng cái tiếng bát. Đấy. Còn nếu mà không có cái khoang này thì tiếng bát của nó mỏng dính, nó không có tiếng trung trầm đâu. Mà các bác bảo là hai cái loa 10 inch, tức là hai cái loa 25 mà nó xuống được 80 hec có phải là chuyện nhỏ đâu. Mà không khối lượng, các bác nhìn cái thùng như này, khoang bát có một tí trong kia thôi, thùng nó như này lên đây thôi, đoạn kia lên đây này. Đấy. Có thế thôi, còn lớn đâu mà tiếng bát nó được như thế. Ok, clip lần sau thì em sẽ quay cho các bác xem chất âm của nó nhé, chất âm và thông số chi tiết luôn. Còn những cái gì em nói thì nó thường thường nó sẽ rất là chính xác luôn. Đấy. Buôn thật bán thật không nói điều đâu nhá. Cụ loa đồ của em làm nó có như thế này thôi. Vẫn nhiều các bác chê lắm. Chê là không ưng ý về cái hình thức thôi, chứ còn chất lượng và cái trình độ chuyên môn của em làm thì em có thể nói nhanh gần như em không có đối thủ. Đấy. Với cái hệ thống loa quay xuồng này thì cũng nói luôn các bác là nó kêu rất là to. Các bác yên tâm, con này kêu rất to, thậm chí không phải bốc quét nhá. Một con loa này nó có thể sơi ngang với hai đôi Naray, hai đôi luôn, một cái ăn hai đôi luôn, tức là bốn chiếc Naray. Thực tế mà nói là một con này kêu nó sẽ ngang ngửa với bốn chiếc Naray. Còn Naray thì nó sẽ mở rộng hơn về phần trái phải, nên trên xuống dưới nó sẽ chỉ được có 10 độ. Con này thì nó chỉ được có vào 30 độ trái phải, 30 độ lên trên xuống dưới hết cỡ, không có nhiều. Về mở rộng con này thua Naray. Còn tập trung vào đánh xa thì Naray gọi con này bằng bằng gì đấy, các bác có thể tự nghĩ. Ok. Video đến đây kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm đến dòng A20PS này thì gọi trực tiếp cho em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.